Xin chào quý vị. Thưa quý vị, khi đi trên những đoạn đường có khúc cua khuất tầm nhìn, chỉ cần người lái xe sơ suất, phóng nhanh, lấn làn, va chạm giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những tình huống được các camera hành trình ghi lại sau đây là bài học cho các tài xế. Mở đầu là tình huống giao thông được camera hành trình ghi lại vào lúc trời có mù sương, tầm nhìn bị hạn chế. Theo đó, chiếc xe ô tô màu đỏ lấn làn định vượt lên ở đầu khúc cua thì thấy có xe tải đi tới ở chiều ngược lại. Lái xe vội đánh lái tránh về phần đường đúng chiều. Vừa đánh lái gấp, chiếc xe màu đỏ tạt đầu xe đi phía sau nên xảy ra va chạm. May mắn, vụ va chạm không có thương vong về người. Chỉ vì muốn vượt qua các xe khác, tài xế xe tải này đã lấn làn rồi vượt ở khúc cua khuất tầm nhìn và hậu quả tai nạn giao thông đã xảy ra. Khi đang ôm cua tại khu vực đường quanh co khuất tầm nhìn, tài xế xe container phát hiện ở chiều ngược lại, một chiếc xe tải màu trắng đang lấn làn sang làn ngược chiều để vượt một chiếc xe tải khác đi cùng chiều. Tình huống vượt ẩu của chiếc xe tải màu trắng khiến tài xế container giật mình và chỉ kịp đánh lái sang trái để tránh va chạm. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, xe container đã tông mạnh vào xe tải đang đi tới. Tiếp theo là một tình huống giao thông nguy hiểm khi xe khách chạy nhanh vượt ẩu trên đường đèo và cái kết sau đó khiến nhiều người khá bức xúc. Theo đó, có một chiếc xe ben bật đèn khẩn cấp dừng giữa đường, có thể cho gặp sự cố, chiếm một phần đường. Khi đó, xe khách lách sang bên trái, lấn phần đường của các phương tiện đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, xe khách đã tông vào một xe ô tô con màu đen đang di chuyển chiều ngược lại. May mắn là vụ tai nạn không gây thương vong về người. Sau khi xem video, hầu hết mọi người đều thể hiện sự bức xúc với kiểu chạy ẩu của xe khách.